Đây là dân ma đang đánh tắt hai nha anh em, bên bờ luôn. Logo đồ mới, logo đồ mới là 514 à. Dòng này là dòng Phú Hưng Phú Tân An Giang nha anh em. Con này hơi bị phê là phê cái là có đấu thục bô nha, hôm vừa rồi mình có quay được đó. Con này thì đính chính thì là mình mới hỏi chú Vũ là ông nói con này đấu quay ra đấu thục bô của dân ma luôn nha, chứ không phải thục bô Trung Quốc. Nó đấu tục bô của bốn cái gì ba tên trăm đó, còn là máy nó thì máy bốn tên V88 đấu ba tên trăm. Đấu tục bô thì chủ máy đấu, còn chỉnh dầu thì chú Vũ không chỉnh. Logo cánh chuồn chuồn đồ mới, từ như từ 2015 trở lên là nó đổi là logo đó đó, chứ không có xài logo chữ y uống uống dẹo dẹo nữa. Thì ghê không, đấu thục bô gỡ bô ấm cái hai giờ nó la dữ lắm. 514 này hình như là màu sơn nó hơi đỏ hơn 494 nha. Đời mới này hình như là mình nhớ nó là heo heo Tết. Bô này lớn á, tắt hai ra cháo hết rồi. Bốn tên V88, thằng này bốn tên V88 này số chấm là 2.1, máy nó cũng gần 2.2, nó tương đương với thằng Kubota lốc xám 2203 đó. Này 88, thằng kia 87. Hành trình thằng này hình như chỉ có 90 90 92, và thằng kia hành trình tới 94 94 98 gì đó. Đời này thì nó vẫn còn chạy 3 số 3 tầng là 9 số tiếng 9 số lùi đó. Số sớ thì dân ma nào giờ vẫn là đặc trưng là hai số sớ. Tục bô 3 tên trăm nha anh em. 514 thì 51 ngựa đấu tục bô thì nó lên được tầm khoảng là 60 62 61 ngựa không chừng. Đều tạ còn quấn lồi tối nữa. Mấy dòng này 494 514 này bây giờ kiếm mua cũng hơi gắt rồi nè, mua máy dân dùng á, máy qua tay á, nói với 6040 cũng đang hiếm máy. Bốn tên là V88 này thì 453, 494, 514 với 351 nha anh em. Chỉ có duy nhất 357 là lên được tới bốn tên là V94. Máy này thì đấu tục bô thì chủ đấu mà chỉnh dầu thì chú Vũ chỉnh, thánh độ máy cài chỉnh đó. Chỉnh nhẹ dầu lại bớt. Da tay của dân ma là đặc chân luôn, nằm thoi lôi bên bên phải. 54 này nó nặng cũng khoảng 1,5 tấn mấy đó, nâng tạ luôn hình như là 1,6 tấn. Nó cái bình dầu nằm sau nè, bình dầu đặc làm sao là cái đặc trưng của dân ma với dân đia đó, cho nên đổ dầu mà chạy là đa số là bị nặng đít. Tắt hai sớ gà cháo hết rồi. Cái ô này chạc sướng lắm. Dòng dân ma này thì máy mới mua về thì bên kỹ thuật người ta hay nói là 500 giờ đầu nó sẽ hơi bị hao dầu. Qua khỏi 500 600 giờ nó mới chỉnh dầu này.
mấy dòng này ở dưới Kiên Giang, ở dưới gắn bánh lòng chạy dặm chạy cũng xe gió lắm, là quả là bồ vẫn còn nằm dưới luôn ha. Này nắng gắt luôn trời. Ghê hả máy không? Quá lớn cái ô này, chạy vào phải hết. Hồi lúc đầu còn mới thì có một số anh em làm là 4TNV88 này 16 van. Thật ra nó chỉ 8 van thường thôi nha anh em, 16 van là chỉ có 4TNV94, 98 đó. Chủ đặc bờ 33 tặc. Dạng như cái dạng Siboga quá. Thả chờ. Tua Giang Mai lúc nào nó cũng 2.600, 2.800. Bây giờ thì bắt đầu người ta chịu xài tua 3.000, tua mấy đầu xám á. Đấu đầu bây giờ là thường hay là hay kiếm mấy đầu 4T 3.000 được. Ghê rồi. Hả? Ông kiếm ai? Kim chua đắt hay gì? Nhưng cái giạc trên nó lúng nè. Lê quay cũng rồi, gần xong rồi đó. Đợt đó mình quay anh chạy sao thả lũ, chạy dữ dằn lắm. Vô lúng mà dạt, vô lúng mà dở dở đầu lên, phóng phóng.